Muốn làm vách ngăn phòng mà không tốn quá nhiều chi phí cũng như thời gian thi công nhanh thì anh chị có thể chọn ngay vách ngăn bằng nhựa PVC như thế này. Thì bạn này làm từ bột nhựa và bột đá nha các anh chị. Là dạng tổ ong nha các anh chị. Thiết kế này nó sẽ cách âm, cách nhiệt tốt cho mình. Rồi bên cạnh đó nó sẽ có hai mặt mình thi công thì nó sẽ hoàn thiện rồi luôn. Mình nhìn từ ở bên trong ra hay là từ bên ngoài vào thì cũng rất là đẹp, có cái màu vân gỗ nha. Sẽ liên kết với nhau bằng những cái hèm khóa, mình ghép lại rất là dễ dàng luôn. Mà nó sẽ không có lộ cái rãnh V, khi mà mình ghép nó rất là sát luôn. Nó sẽ không có thấy điểm nối nhiều nha các anh chị. Với kích thước là bề ngang 40cm, bề dài 3m hoặc là 3m rưỡi, và bề dày là 2,6cm. Còn cái chân đế á, cái chân đế này các anh chị, với kích thước bề ngang 8,5cm, bề cao là 5cm và bề dài là 3m hoặc là 3m rưỡi. Thi công cái tấm vách ngăn bằng nhựa PVC này cũng rất là đơn giản nha các anh chị. Đầu tiên là chúng ta sẽ thi công trước một cái khung vách ngăn. Nó sẽ có hai thanh. Hai thanh này là có một thanh tiếp giáp với phần nền và một thanh tiếp giáp với phần tường. Kim Hoa lấy ví dụ cái này là bức tường nha. Cái này là ví dụ cho nên nó không có được sát lắm nha mọi người. Và đây là cái hoàn thiện nha các anh chị. Kim Hoa sẽ để vào cho các anh chị xem. Hoàn thiện đã được dán lại rồi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một cái miếng vách ngăn bằng nhựa PVC. Mình lùa vào cái rãnh. Rất là đơn giản luôn đúng không ạ? Đây. Dùng một cái tấm vách ngăn thứ hai, mình ghép lại. Rồi, nó sẽ vô khớp. Đây. Rồi, và bây giờ thi công cái tấm cuối cùng nha, của cái vách ngăn bằng nhựa PVC. Ở đây là Kim Hoa lấy ví dụ cái này là cái bức tường cuối đi. Thì mình không thể gắn nguyên một cái chân đế này vào được nha các anh chị. Mình phải cắt làm đôi ra. Cắt làm đôi ra mình dán vào phía trong. Rồi sau đó một nửa này còn lại mình mới ghép vào đây. Đây, nửa còn lại mình mới ghép vào đây thì nó mới hoàn thiện cái vách ngăn của mình nha. Ở những cái viền này các anh chị, tiếp giáp với tường hay là tiếp giáp với nền, anh chị mà muốn cứng cáp và chắc chắn hơn thì anh có thể sử dụng keo nha. Mình đi viền những cái chỗ này cho công trình của mình cứng cáp và chắc chắn hơn. Ưu điểm của cái vách ngăn này nó sẽ cách âm, cách nhiệt rất là tốt cho mình vì thiết kế nó sẽ là dạng tổ ong nha các anh chị. Tuy nhiên chỉ là hỗ trợ cách âm, cách nhiệt thôi nha các anh chị, chứ không phải là thay thế hoàn toàn một vật liệu chuyên dụng. Đạt tiêu chuẩn chống cháy lan là B1, có nghĩa là khi mà lửa tiếp xúc trên bề mặt nó sẽ vẫn hư hại bề mặt nha các anh chị, nhưng mà nó không cháy lan sang vùng khác, rất là an toàn khi mà mình sử dụng luôn. Vì là làm từ bột nhựa và bột đá cho nên là sẽ chống mối mọt rất là tốt. Tuy là có cái bề mặt vân gỗ rất là đẹp. Bên cạnh đó thì nó còn chống ẩm nè, chống nước 100% luôn, nhựa mà các anh chị. Rồi, ở trên bề mặt chống trầy xước rất là ok luôn. Mình vệ sinh cũng thoải mái, mình dùng khăn ẩm mình lau qua cái là nó sạch rồi ha. Đặc biệt là khi mà mình làm vách ngăn bằng tấm PVC này thì rất là tiết kiệm chi phí luôn. Vừa rồi thì Kim Hoa đã điểm qua một số đặc điểm cũng như là tính năng nổi bật của tấm vách ngăn làm từ nhựa PVC. Hy vọng rằng thông tin này hữu ích đến các anh chị. Cảm ơn vì đã theo dõi video, và tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam. Cosmos vừa tốt lại vừa bền.